Hello, xin chào mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Nhã đây. Lúc trước mọi người xem mọi người cũng đã thấy rồi nha mọi người. Cho anh mình mà mình thấy nó vô lý quá, mình cứ suy nghĩ trong lòng rồi thấy nó lạ là sao á, mình mới vô tình mình nhìn thấy một cái góc quay đặt ngay đó nó, cái mình giả bộ ra mình làm vậy hùng hổ vậy mọi người, chơi sợ mọi người, mà mình không biết bàn cho nó của ai nữa, cho nên là mình thấy ai mình chụp trước rồi mới nói chạy chơi, còn mình danh chụp chúng danh cũng em ha vậy. Nghe nè, mới cho anh nãy không? Ừ. Nghe nè. Ừ. Sao cho anh? Hết. Hả? Hết. Tại sao hết cho anh? Tại sao lại hết cho anh? Mệt quá, phiền quá à. Đi ra đây đây, coi clip rồi. Tại sao hết cho anh? Coi clip kẻ hối không? Ừ. Coi clip kẻ hối nè. Nghe nè, giờ chơi hợp tác với anh cho anh lại đi. Đúng. Đi. Em không cần gì anh, tại vì anh đang hiếu người cầm máy quay thôi, em cầm máy quay cho anh là được rồi. Tự quay, tự cầm, tự cho anh đi. Mà cái này gì không có được, này phải hai người làm mới lẹ, chứ thôi tụi nó lên tới, anh mới dụ tụi nó đi được à. Vậy đó em kêu mấy ổng lên. Lao nữa đó. Mình mới dụ tụi nó xuống dưới, mọi người mình nói xuống dưới bẻ sen đi rồi lên làm chị hạt sen nha, mình nói mình lấy máy quay xuống sau. Mình đã đi dưới rồi, bây giờ mình sẽ có một cái màn cho này ok lắm nha mọi người. Mình sẽ cho anh tụi nó nha, xem cái phản ứng của tụi nó khi mà lên mà thấy cái cảnh tượng này thì tụi nó sẽ như thế nào mọi người. Cái thứ quý giá tụi nó nhất hiện tại bây giờ tụi nó để ở nhà chính là những cái này nha mọi người. Nón bảo hiểm nha. Cái mấy cái nón bảo hiểm này cũng mắc lắm mọi người, cái cũng mấy trăm ngàn á. Nón bóc nha mọi người, nón báo, nón này là nón báo. Thì có cái của Toàn là mới mua luôn nè. Ồ, carbon trắng rồi ha. Rồi thì mọi người muốn biết mình làm gì những cái nón này á thì mọi người đợi trong giây lát nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ mình sẽ đặt cái quay ở đây nha mọi người. Tụi nó làm sụm dưới, không biết làm gì dưới nữa. Rồi giờ mình với Hằng sẽ làm một cái phí dụ nha. Đây em. Em buông xuống đây luôn. Sao bữa nay em làm chị ngát nhiều quá vậy? A few moments later. Mập rồi vậy. Mập ơi. Chó mập làm biến kêu nó xuống. Mày sao mày làm biến như vậy con người? Mày sao mày nhớ hay quá vậy trời? Đó, khi xuống không xuống. Mày xuống mày coi có bông xuống xe không mà bẻ. Thôi, cút đâu mà mập. Men đi về tới rồi nha mọi người. Chửi rồi. Bây giờ mày gọi mày la này em nó nghe đâu, để vô nhắn tin cho nó. Nhắn tin liên tục. Alo. 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 Đi vô trong rồi, đi vô trong rồi. Alo. Lú, lú cái đầu mày lú. Này này chiếm mình hay gì mọi người ơi. Về.
để kiếm cái nấu mọi người. Nó ngoài đậu nữa tao. Chó này là xe xích ghe rồi. Nó mất tiêu rồi. Nào hả? Cái gì? Giỡn đi trời. Khó đừng tắt xe đây. Nó lại. Nó lại nó bị đùa hay gì vậy? Ai? Vậy ai? Ai làm gì? Mày đúng không? Anh cha. Nó nói tiêu rồi. Mày. Tao bị đâu? Nó cũng gì vậy? Mày cái gì? Mày gì? Thấy hơi xàm rồi đó, giỡn rồi đó. Nó đâu tiêu chạy. Mày nói mày, mày trên xe nó tiêu chạy. Mày cái xe rõ ràng nè. Tôi bị giỡn gì vậy? Ê, nãy giờ tao đi với mày nha, chó tao giỡn mày gì? Mày xàm quay cái xe. Đâu đâu? Ba mấy chục ngàn à, đó. Ôi, chạy hỏi cái nấu vậy? Nãy giờ đi chung mà ba nó hừ không? Chó nhả nó giấu đó. Giấu cái đầu mày nhìn ghê, nấu kìa. Chó này quá đi. Giỡn gì chạy? Má, chó này chơi chứ. Để chồng túi lén nữa kìa. Trời ơi, chồng đất trong đây từ lâu rồi. Thằng nào? Xin lỗi. Thằng nào gì? Tại là đứt cái nón rồi, tại đứt cái dép luôn rồi đó. Trời ơi, nó đứt rồi, nó bị gắt nè. Má, nó bảo gì chạy? Xin lỗi. Cái nón của tôi. Giỡn gì chạy? Tức giận. Má, mấy định giống luôn nè. Má, trời. Má, sao cái nón đỏ đấy? Để lát tôi chạy. Trời mát, nó không mấy trăm ngàn cơ. Mẹ nó. Nào. Mẹ em đi. Nào. Trời trời. Má, nó mới mua 50 ngàn, 100 mấy đó. Nó là 700 mấy nè. Nó người ta 700 mấy nè trời. 700 mấy nè. Ủa, nó 700 mấy không phải tiền hay gì? 50 ngàn cho nó hoài. Ủa, 100 mấy không phải tiền hay gì? Tao mấy chứ này 50 ngàn ngoài ngoài mấy nhóc chừng ba ơi. Mày đã hờ tao hay gì? Tao đã tiền hẹn á. Là mày đã hờ tao hay gì? Dây dưa hẹn luôn rồi. Tao làm gì rồi tao làm nó sao chị? Vậy là chó mập đúng không? Nó chứ ai? Không nói chứ, nó không nói chứ ai, không ai hết trơn á. Cái thằng chó đó xong mày vô mày lôi đầu nó ra đây coi. Má nó là biến mà nó còn chơi người ta, nó chạy sau lúc đầu không đi đi là phải hiểu hiểu. Mày đâu rồi? Chứ mày nghĩ ra tao chơi mày, tao chơi nó, tao chơi. Làm cái gì vậy? Tại mày làm gì vậy? Hả cha? Không biết. Ủa tao chọi mày cái gì? Mày coi nó. Tao chọi mày cái gì? Tao làm nó hay gì mà tao nói sao nó quýnh tao? Ừ, ai làm? Anh em đi chung với ba đó. Tao chọi vậy thôi chứ ai chọi mày cái gì? Mà trúng giờ tao. Trúng giờ mày kệ mày chứ. Rồi mình lau đầu ra đây tao. Được rồi. Trời trời mất dạy. Nón đậu lên đầu của em nó chầm cây. Ờ không lấy nuôi cá luôn á. Nó sao mà nuôi cá được? Nó lấy trăm ngàn ngộn chứ mất dạy với trời thiệt chứ. Lỗi rồi anh. Kệ tao là kệ. Tao đứng kệ. Xin lỗi rồi không sao. Mày lâu quýnh tao. Tao tức quá xin lỗi. Mày quýnh tao là quýnh tao. Quýnh tao quýnh thật. Đó, xin lỗi mà. Tức quá xin lỗi. Đó quay kìa hai cha quýnh lộn hoài. Tao biết chắc nó mà chứ là đâu. Tao thấy hết rồi, mọi gì tao thấy hết rồi, tao làm gì chứ. Ê, nó trên nó cà đậu lại trên đầu mà nó em nó chầm cây. Mày để shipper đi đi, mày chết tao với tao đó. Dạ chứ em nói là cái nón người ta đội trên đầu trên cổ mà nó lấy nó trồng cây. Nó lấy nó trồng cây rồi xong nó quay phim rồi đi. Quý vị mộng quá quá ông ơi. Đau. Không có tâm trạng nữa. Bà cái nón bà mấy chục ngàn bà làm cái ghê chứ mà. Ủa mỗi người mẹ quay tiện gì mà gửi gì dưới nó xe ta. Cái nón là 700 ngàn. Quay quay gửi.
ba là ba khùng cái gì á. Nó bị khùng như là cái bài vậy. Ba. Ba với ba làm cái ghê với chị. Chiếc xe tao mới rửa nha. Để cái đó lên là vừa chứ. Đó nó cầm quay hoài luôn kìa. Mấy mày đập đi cho đã đi xong rồi mốt cũng lấy tiền nè đã. Cho đó coi shipper đó, mấy mày lấy mày đệm cho shipper. Cái nó giao cho shipper rồi. Ê, hiểu khách rồi. Đó tự tao đóng gói chuyện của người ta. Phải cẩn thận mới được. Cái gì phải cẩn thận. Ai nói? Ai làm? Tù lao gì trời. Chuyện khơi khơi vậy. Ê. Xuống ruộng luôn. Ê. Ê bậy. Đừng dị phút nông nổi mà đánh mất chén cơm vậy. Ê. Chọc ba. Đừng dị phút nông nổi à. Đi đâu? Đừng dị phút nông nổi mà đánh mất chén cơm. Tao đấm mày bây giờ nha. Đừng có biến. Nè, trả nó đi. Ngu chịu thôi. Mày nghe chơi chưa nóng đít xong nữa, nó nẻ lại rồi. Dẹp cái máy quay của người ta lấy gì vậy? Ai lấy? Nhưng mà chơi mất dạy đồ rồi, đầu bên đầu nha. Rồi đầu. Đó này mình muốn mày bỏ tính người ta hùa. Tao đã hùa hồi nào, tao chỉ. Bố mẹ bố mày, tao chỉ mày thôi chứ tao đã hùa mày hồi nào. Bố mày đi chung tự nhiên lên thấy nó cái từng chỉ tao biết gì. Ủa tao chỉ mày không làm gì thôi chứ. Dạ đó, cái nó người ta rửa, tao để xe tao chùi cho làm cái ghê chứ. Ủa xe tao không mới rửa hay gì? Ủa rồi mày sang mày nghĩ sao đang nói cho mày kêu bẻ. Ê mày sang mày bẻ cho mày. Bẻ nó gùi quá trơn rồi cứ bẻ sang. Trời. Thế vậy cũng chịu đi bẻ nữa. Ủa? Đi chơi sẵn đi xuống ruộng chơi lâu không xuống ruộng. Rồi hình đất làm gì hình đất làm hả? Trong cái nón tao á. Làm gì trong nón? Trong cây giống. Nói chuyện tào lâu, tào lâu. Lâu tao bỏ cái mỏ mày chứ tào lâu. Đây trong cây. Đâu? Mình chứng đâu? Bằng chứng nào mà thấy tao chồng? Cầm quay. Phải chứ mà làm tao. Có. Bằng chứng nào thấy em cầm? Chả có bằng chứng nào. Chuyện cầm lao từ lâu rồi, miếng lao biết đâu. À, tao đưa mày coi hình à. Hình nhưng mà mày có thấy hình tao chụp không? Nó nguy hiểm trồng cây. Nó nguy hiểm trồng cây. Nó nguy trồng cây thì nó chi miệng nó sợ. Cái đó. Nó bà có 50.000 à. Cái đó nó có 50.000 mà nó làm. 50.000 hết tiền cái gì? Ê! Ê. Đừng có khùng quá nha. Tao nói tao không có làm nha. Ê cái cây đó của ba tao đó, mày lấy đi. Rồi. Mày rồi. Cây của ba tao đó. Chóc gốc luôn rồi. Tao quay lại cái này có bằng chứng nè. Cái nón mày bay không có bằng chứng, cái này có bằng chứng nè. Tao nói rồi đó. Tao nói rồi thì nó tao mét ba tao nè. Em anh mới bẻ lái nữa em. Nó lấy cái cây nó thính bỏ xe mình mọi người. Cái cây đó của ba mình mới chiếc ra nha. Hình vậy nó không quýnh mình mọi người. Với lại nãy hình có anh shipper đứng đó nó không dám quýnh. Thôi chị cảm ơn. Đúng rồi, cảm ơn mọi người xem hết video này. Cảm ơn anh shipper nha, có anh em mới không bị ăn đòn nha. Mình phải trả hù nghe nó mới vui mọi người. Nó mua hẻo thôi trồng cây. Ok. Chào tạm biệt mọi người, bye bye. Chắc giờ mình ở đây mình đợi khi nào tôi nói gì về mình mới dám ra. Bye người.